Hơn một năm trước khi Messi bước sang tuổi 35, chúng ta nói về câu chuyện thời gian không còn dư giả để theo dõi Messi nữa và chúc anh sẽ đạt được thêm những điều mong muốn. Để giờ đây, đó có thể là một năm chẳng thể nào quên của Lionel Messi trong cả sự nghiệp của mình. Đây là câu chuyện của The Locker Room về một năm tuyệt vời của Messi, về tuổi đẹp nhất của anh kể từ khi gắn liền với quả bóng tròn. Chúng ta chắc chắn sẽ phải nói về điều này, những khoảnh khắc đẹp nhất của Messi tại World Cup 2022. Và có vẻ như mọi khoảnh khắc đều đẹp cả, vì anh là người chiến thắng sau cùng. World Cup 2022 cuối cùng cũng giống như thể là nơi tôn vinh cho những gì Messi đã theo đuổi từ rất lâu trong sự nghiệp của mình, để có thể có một cái kết viên mãn với chiếc cúp vàng ở trên tay. Đây là cổ động viên của Ả Rập Xê Út và những gì họ đang hát chính là Where is Messi? Where is Messi? Messi đang ở đâu? Vâng, đó là 6 thất bại gây sốc trong trận ra quân đầu tiên của Argentina tại World Cup 2022, trận đấu được đánh ra là dễ nhất của họ ở vòng bảng. Điều đó khiến câu lạc bộ này gặp thách thức lớn hơn trong những trận đấu còn lại. Và đúng là như vậy, họ đã như có một bức tường tâm lý trong trận gặp Mexico cho tới khi Lionel Messi phá vỡ nó bằng khoảnh khắc của anh để mở ra chiến thắng đầu tiên cho họ. Anh tất nhiên là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này. Có điều cảm giác về sự trêu ngươi vẫn xuất hiện rất nhiều trong con đường kế tiếp của Messi, như khi anh đã hỏng quả 11m trong trận đấu gặp Ba Lan. Dù vậy, toàn đội Argentina vẫn lần lượt đối thủ và đánh bại họ để bước đến vòng knockout với vị trí thứ nhất. Messi của ngày hôm đó đã nói rằng mình rất tức giận vì đã đá hỏng quả phạt đền ấy. Anh cũng nhường lại danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận cho Marc Elisser, dù theo kết quả bình chọn được đăng trên trang web của FIFA, Messi là người được nhận danh hiệu này. Và anh đã giữ được sự tức giận đó để tiếp tục tỏa sáng ở trận đấu vòng knockout với Australia bằng một pha cứa lòng nguy hiểm vào lưới đối thủ. Messi là tâm điểm của trận đấu như mọi khi, đánh dấu bàn thắng thứ 789 trong ngày kỷ niệm 1000 trận đấu của anh, tiếp tục giành thêm một danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận nữa. Nhưng drama nhất vòng World Cup thì chắc chắn phải là trận đấu với Hà Lan. Van der Vaart trước trận đã dự đoán rằng Hà Lan sẽ thắng dễ 3-0. Van Gaal trả lời phỏng vấn rằng ông đã có phương án để ngăn Messi lần này. Mọi thứ trên sân diễn ra vô cùng khắc nghiệt, với những tình huống phạm lỗi liên tục xảy ra và trọng tài Mahut đã rút ra tổng cộng 17 chiếc thẻ. Nhưng Argentina với một bàn thắng của Messi từ chấm 11m trong đó đã dẫn trước đối thủ 2-0 khi trận đấu chỉ còn 15 phút. Ai cũng nghĩ mọi thứ đã kết thúc cho tới khi cái tên Wout Weghorst chính thức được biết đến rộng rãi. Từ khoảng cách hai bàn cho tới khi trận đấu trở lại vạch xuất phát và rồi cả hai đội phải nhờ loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Ở đó Messi bước lên và trước mặt Lopez, anh tạo ra một khoảnh khắc đầy ngạo nghễ với cú sút không đưa bóng rời đất. Anh giơ hai tay và ngước lên khán đài. Để rồi khi chiến thắng loạt luân lưu ấy, anh đã chạy đến và ăn mừng cùng thủ thành Emiliano Martinez. Anh cũng đáp trả lại Luis Van Gaal như một hành động trả đũa cho những lời xúc phạm mà ông từng dành cho Riquelme. Ngoài ra, trong trận nhiều khoảnh khắc chúng ta cũng chứng kiến một Messi ngang tàng hơn những gì mà anh vẫn thường thể hiện, cả ở câu Que Mira Bobo mà anh dành cho Weghorst. Ở trận bán kết với Croatia, một trận đấu khá dễ dàng của Argentina, chính Messi đã thực sự khiến cái tên đang rất hot khi đó là trung vệ Vadion thấy được đẳng cấp của mình. Trung vệ hay nhất World Cup 2022 với chiếc mặt nạ đen không thể nào chặn đứng một cầu thủ 35 tuổi vì anh ta là gầu. Messi chỉ còn cách vinh quang một trận đấu nữa để có thể xóa đi những nỗi buồn của năm 2014. Pháp là đội bóng thực sự mạnh, nhưng Argentina chứng tỏ họ đơn giản là mạnh hơn khi áp đảo nhà vô địch của World Cup 2018 từ đầu trận. Di Maria quá hay và Messi từng trường ở rất gần vinh quang rồi. Nhưng Mbappe thì không chấp nhận điều đó. Một mình chàng trai này đã lấy lại trận đấu cho người Pháp và thậm chí là khiến Argentina bắt đầu cảm thấy run sợ. Chỉ cho tới khi loạt penalty diễn ra và những cảm xúc mà nó để lại thật đặc biệt, Messi tiếp tục có một pha đá 11m cực ngầu khác. Emiliano Martinez thì thể hiện hết mọi thứ của mình trong loạt đấu súng ấy và để Montiel ấn định mọi thứ. Ngay trước khoảnh khắc đó, Messi đã nhìn lên trời và nói rằng có thể là hôm nay, bà. Đó cũng là cách mà hình ảnh vĩ đại này xuất hiện để kết thúc hành trình đầy tuyệt vời và vĩ đại cũng như nỗi ám ảnh của chính Messi. Sự vĩ đại trong màu áo Argentina, khoảnh khắc chinh phục thành công đỉnh cao của bóng đá, đó cũng là lúc mà Messi nhận được điều này, sự công nhận và yêu quý nhiều hơn từ những người hâm mộ. Hầu như chỉ toàn là tình yêu và sự cuồng nhiệt ở mọi nơi mà anh đi qua, ở mọi chỗ mà anh đến. Vinh quang với World Cup và vì thế mà những gì mà người ta muốn nhìn thấy ở Messi chính là cách anh được yêu quý, được tôn vinh. Aguero đã làm nó rất tốt ngay tại Lusain khi nâng người bạn của mình lên và tái hiện nó như năm 1986 của huyền thoại Maradona. Bức ảnh nâng cúp của Messi cũng đánh bại bức ảnh quả trứng để trở thành bức ảnh có nhiều lượt yêu thích nhất trên Instagram. Nhưng điều quan trọng hơn là phải cảm nhận được tình yêu từ quê hương mình và các chuyến hành trình đưa cúp vàng trở về Argentina và diễu hành trên các con phố là điều không thể đáng nhớ hơn. Buenos Aires đã hoàn toàn bị chiếm lĩnh bởi đám đông lao ra đường.
Đỉnh tòa tháp Obelix của Buenos Aires cao đến 67,5m, nhưng bạn sẽ thấy sự điên cuồng của con người ở nơi đây thế nào. Chàng trai này đang bước ra ngoài cửa sổ của tòa tháp, ngồi trên đó quẩy chiếc áo của mình theo nhiều hướng. Bạn biết con số chính xác mà những người đang tập trung về đây là bao nhiêu không? Gần 5 triệu người, tức là bằng 1/3 dân số của thành phố này, bạn sẽ hiểu nó kinh khủng đến nhường nào. Âm thanh chính của tất cả mọi sự cuồng nhiệt đều là Messi, Messi, người dân đang hét tên vị chúa thứ hai được phong chức của họ. Những dòng người chạy theo thực sự mất kiểm soát khi tiến vào những con đường lớn. Bạn sẽ nhận thấy là một phía trước dần như chẳng còn chỗ để xe chạy. Bạn có thể nhìn thấy một mô hình Messi khổng lồ trong đám đông đó. Không thể kiểm soát một đám đông cuồng nhiệt. Các cổ động viên lại nhảy từ phía dưới lên để ăn mừng và điều đó thì không thể ngăn lại được. Trung tâm của Buenos Aires chỉ ngày càng đông hơn cho tới khi thực sự không còn những khe hở. Từ phía trên bạn có thể nhìn thấy dòng khói tạo ra nhưng là bởi con người. Vì vậy mọi kế hoạch tổ chức ăn mừng đã không diễn ra đúng như kế hoạch ban đầu. Chiếc xe buýt di chuyển lâu hơn dự tính vì lo ngại tính an ninh, nhất là của những người dân đang quá cuồng nhiệt. Liên đoàn đã phải quyết định các cầu thủ buộc phải xuống xe buýt và lên trực thăng để bay thẳng về nhà. Vì vậy buổi lễ vĩ đại này đã không diễn ra trọn vẹn. Ngay tại quê nhà, sự cuồng Messi diễn ra liên tục. Một nhà hàng Anh dùng bữa đã bị bao vây. Người hâm mộ hướng tất cả điện thoại vào trong cửa hàng để chụp ảnh, quay video hoặc livestream. Sự tập trung đông đúc này gây ra náo loạn ở khu vực xung quanh. Messi có thể rời nhà hàng nhờ lực lượng an ninh, nhưng anh lại tỏ ra rất hạnh phúc vì điều đó. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina Chiqui Tapia cũng đưa ra thông báo đổi tên trung tâm huấn luyện của đội tuyển nước này từ Sasa de Ejera thành Lionel Andres Messi như một sự vinh danh dành cho huyền thoại của họ. Trong trận đấu đầu tiên của nhà vô địch World Cup với Panama, một lễ vinh danh chính thức cho những nhà vô địch đã diễn ra. Đó cũng là trận đấu mà Messi đã tạo nên một đường cong tuyệt đẹp. Kế tiếp là một buổi off fan như thông thường và phần quan trọng là đây. Đã có một bộ phim ngắn được chiếu lại để nói về hành trình của Argentina tại World Cup vừa rồi, tất cả đều tận hưởng nó. Họ nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ diễn ra 3 tháng trước đó, cùng nắm tay và ăn mừng như những đứa trẻ. Lionel Scaloni đã bất ngờ hát một bài hát dành riêng cho Messi và chính ông cũng đã không kìm được cảm xúc của mình với những giọt nước mắt. Messi đã hoàn toàn có được tình yêu của người hâm mộ Argentina và anh cũng có được tình yêu của cả quốc gia khác. Mà Trung Quốc là một ví dụ điển hình. Từ những chiếc áo số 10 nối đuôi nhau trên số cho đến không khí lễ hội có 102, sự cuồng nhiệt và tình yêu của người hâm mộ dành cho anh là không thể đong đếm. Và tất nhiên là Messi hoàn toàn xứng đáng với tất thảy điều đó. Messi đâu chỉ thi đấu cho màu áo Argentina, anh vẫn chinh chiến ở trời Âu cùng Paris Saint-Germain. Nhưng có vẻ dù cũng tạo ra không ít những khoảnh khắc nổi bật thì Messi vẫn không thể lấy lòng đa số người hâm mộ ở đây. Được rồi, những gì nổi bật và được người ta nhớ đến nhất lại là những khoảnh khắc không hay về cách đối xử của người hâm mộ Paris Saint-Germain đến cầu thủ vĩ đại nhất từng chơi cho họ. Nếu nói về điều không suôn sẻ của Messi ở tuổi 35 thì đó có lẽ là Paris Saint-Germain. Nhưng vấn đề lớn nhất không phải là câu lạc bộ này mà là những cổ động viên quá khích và có xu hướng tiêu cực của họ. Messi là một trong hai cầu thủ hiếm hoi bên cạnh Vinicius Junior mùa này mà có hơn 20 bàn thắng lẫn kiến tạo, mà cụ thể là 21 bàn thắng 20 kiến tạo. Dù màn chào đón này có ý nghĩa ra sao thì những gì phía sau mà Messi đón nhận tại đây đều không hề hay ho. Paris Saint-Germain có mục tiêu lớn nhất là chinh phục Champions League, nhưng họ đã thất bại trước Bayern Munich và kể từ đó những tiếng bu dành cho Messi ngày càng nhiều hơn. Chỉ cần tên anh được vang lên và màn hình chiếc áo số 30 là một số người hâm mộ đã buông lời chỉ trích. Việc tin đồn anh chuẩn bị rời Paris Saint-Germain để trở về Barcelona càng khiến họ thêm phẫn nộ. Những tiếng huýt sáo dành cho anh xuất hiện liên tục trong các trận đấu. Điểm rạn nứt lớn nhất của mối quan hệ này là khi Messi bị câu lạc bộ phạt vì tự ý đến Ả Rập Xê Út, trong khi câu lạc bộ được phát hiện đã đổi lịch tập đột xuất. Paris Saint-Germain ra hình thức kỷ luật và Messi thậm chí còn làm một video xin lỗi về việc mình đã làm sai. Những người hâm mộ thì càng chửi rủa anh nhiều hơn, thậm chí là văng tục và những lời lẽ xúc phạm. Họ cũng làm điều tương tự với Neymar. Paris Saint-Germain đã lên án và phạt nhóm cổ động viên Ultra này vì những hành vi xúc phạm cầu thủ và ứng xử không đúng mực. Khi hết hạn hợp đồng, Messi chính thức trở thành cầu thủ tự do và rời đi. Anh thậm chí đã tặng lại cho Neymar kỷ niệm trường danh dự mà Paris Saint-Germain tặng anh sau trận đấu cuối cùng. Giải thưởng đã được bán đấu giá và số tiền nhận được sẽ được sử dụng để giúp đỡ những trẻ em khó khăn. Mbappe đã lên tiếng bảo vệ Messi sau một loạt những sự tấn công truyền thông với phát biểu như sau. Cá nhân tôi thực sự không thể hiểu tại sao nhiều người cảm thấy nhẹ nhõm khi anh ấy ra đi. Chúng ta đang nói về Messi, anh ấy nên được tôn trọng. Nhưng thay vào đó anh ấy đã không nhận được sự tôn trọng xứng đáng ở Pháp. Chính trong ngày sinh nhật của Leo, cầu thủ mà chúng ta hay gọi vui là Ninja Rùa đã đăng tải lời chúc tình cảm đến người đàn anh. Chúc mừng sinh nhật Leo Messi, một huyền thoại. Chúc anh một ngày tốt lành nhất có thể với gia đình và bạn bè của anh. Cảm ơn vì 2 năm cùng nhau ở Paris, tôi đã học được rất nhiều điều từ anh với tư cách là một cầu thủ, đối tác, đối thủ và một người đàn ông. Chúc anh may mắn trong cuộc phiêu lưu mới của mình. Chính Messi trong bài phỏng vấn của mình cũng nói rằng Mbappe và Neymar đã luôn ủng hộ anh, trong khi mọi ký ức xấu được Messi thừa nhận và coi đó như là một phần của bóng đá. Ở tuổi 35,
có lẽ khoảnh khắc đẹp nhất của Messi trong màu áo câu lạc bộ chính là khoảnh khắc này với cú đá phạt tuyệt đẹp vào góc lưới Lille giúp Paris Saint-Germain giành chiến thắng đầy cảm xúc. Hay là hình ảnh mà chính anh cùng Ronaldo khoác vai nhau trong một trận cầu giao hữu giữa Paris Saint-Germain và các ngôi sao của Saudi. Một điều mà Messi hẳn cũng tiếc nuối là không thể trở về Barcelona vì những lý do mà chỉ người trong cuộc mới biết, và nói rằng mình không muốn sự trở về của mình ảnh hưởng đến nhiều người, cũng không muốn để người khác quyết định tương lai của mình. Anh cũng từ chối lời đề nghị hơn 400 triệu euro tiền lương một năm từ đại gia thuộc giải Saudi Pro League vì đó là nơi mà gia đình anh cảm thấy không phù hợp. Và vì thế anh trở thành bản hợp đồng kỷ lục trong lịch sử MLS bắt đầu chương mới tại Inter Miami. Cuối cùng là câu chuyện qua những con số, Messi tiếp tục để lại những con số tuyệt vời mùa giải năm nay, chứng minh cho sự bền bỉ và khả năng của mình. Nhưng cũng khá tiếc vì đây cũng là lần cuối những con số và thành tích ở châu Âu được nới rộng ra hơn trước khi anh chuyển tới Hoa Kỳ và bắt đầu hành trình mới mẻ ở đây. Ở tuổi 35, Messi thực sự đã có một mùa giải thành công, không chỉ về những gì mình đã hình thành, mà ngay cả những con số, những danh hiệu cá nhân. Messi đã có tổng cộng 37 bàn thắng và 25 kiến tạo ở tuổi 35 của mình, tức là 62 tình huống tham gia vào bàn thắng. Con số này thậm chí còn nhiều hơn cả Erling Haaland với 61 tình huống. Anh đã thực hiện 149 pha dây dắt thành công, tạo ra 140 key pass và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất của 29 trận đấu khác nhau, trong đó tất nhiên là có trận chung kết World Cup 2022. Trong những trận đấu lớn liên tiếp từ tứ kết đến chung kết, Messi đều trở thành MVP. Anh có một bàn thắng và một kiến tạo trước Hà Lan, một bàn thắng và một kiến tạo trước Croatia, cuối cùng là hai bàn thắng vào lưới đội tuyển Pháp. Bảng danh sách thành tích cá nhân của Messi cũng vô cùng đồ sộ. Anh trở thành cầu thủ xuất sắc nhất World Cup và nhận danh hiệu quả bóng vàng của giải đấu. Messi cũng chính là vua kiến tạo của giải đấu trên đất Qatar với 3 tình huống chuyển thành bàn, và tất nhiên, anh cũng là chiếc giày bạc đứng sau Mbappe với 7 bàn thắng. Anh cũng trở thành vua kiến tạo của Ligue 1 khi có cho mình 16 kiến tạo. Anh còn nhận hat-trick giải thưởng IFFHS, tức Liên đoàn Thống kê và Lịch sử Bóng đá Quốc tế. 3 giải thưởng cá nhân danh giá gồm cầu thủ hay nhất thế giới, cầu thủ kiến tạo hay nhất và cầu thủ ghi bàn tốt nhất thế giới. Theo cuộc khảo sát do Hiệp hội Báo chí Thể thao Quốc tế IAPS thực hiện, Messi cũng chính là người ám giải, vận động viên xuất sắc nhất năm 2022. Cuộc bầu chọn này được lấy phiếu bầu từ 420 nhà báo đến từ 130 quốc gia khác nhau và Messi nhận 25% phiếu bầu từ những người ủng hộ. The Guardian cũng đã bầu chọn Leo Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2022 khi họ công bố bảng xếp hạng top 100, xếp sau đó chính là Kylian Mbappe, Karim Benzema và Erling Haaland. Messi cũng được vinh danh trên tờ L'Equipe với danh hiệu vận động viên của năm và gọi anh là nhà vô địch của các nhà vô địch. Cuối cùng, anh còn được vinh danh là vận động viên nam của năm tại lễ trao giải Laureus, đây là giải thưởng ví như Oscar của thể thao thế giới. Đây là lần thứ hai anh nhận vinh dự này sau lần đầu vào năm 2020. Ở tuổi 35, trên tay Messi vẫn quá nặng với những danh hiệu mà anh được trao tặng, thậm chí là nhiều hơn so với bất kỳ năm nào khác trong sự nghiệp. Cảm ơn đã cùng đồng hành với The Locker Room. Nếu thấy video này hấp dẫn, đừng quên để lại một like để cùng ủng hộ ekip nhé. Đó là một động lực rất lớn dành cho chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video The Locker Room khác. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.